Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube VNews Truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, trong thời gian qua, tình hình căng thẳng trên eo biển Đài Loan ngày càng leo thang khi Trung Quốc liên tục có những tuyên bố cứng rắn và đưa máy bay áp sát Đài Loan và một cơ quan cố vấn của chính phủ Mỹ kết luận rằng Trung Quốc đại lục đã có hoặc sớm có khả năng mở cuộc tấn công Đài Loan. Thế nhưng mới đây, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger lại bất ngờ đưa ra dự đoán rằng ông không tin chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ khởi động một cuộc chiến nhắm vào Đài Loan trong vòng một thập kỷ tới. Được cựu ngoại trưởng, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Henry Kissinger nói trong cuộc phỏng vấn gần đây rằng, "Tôi không nghĩ sẽ có một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào Đài Loan trong giai đoạn 10 năm tới. Tôi nghĩ rằng rất có khả năng là nếu tình trạng đối đầu tiếp tục gia tăng, Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp làm suy yếu khả năng tự trị của Đài Loan. Tôi cho rằng đó là điều có thể trông thấy được." Ông Kissinger nói thêm: "Bình luận trên được ông Kissinger đưa ra ngay trong bối cảnh mà lưỡng đảng ở Washington ngày càng lo ngại về khả năng Trung Quốc có bước đi thảm họa hướng tới một cuộc chiến tranh nhằm giành quyền kiểm soát đảo Đài Loan. Trong vòng một năm, quân đội Trung Quốc đã triển khai hàng trăm chiến đấu cơ và nhiều máy bay khác tới sát Đài Loan, trong khi giới truyền thông nước này thường xuyên đưa ra những cảnh báo đáng sợ về khả năng tấn công Đài Loan. Giữa lúc mối quan hệ giữa Washington với Bắc Kinh đang suy giảm dần trong vài năm gần đây, Mỹ cũng ngày càng công khai hơn trong việc ủng hộ Đài Loan, coi hòn đảo này như một đối tác gần gũi cùng chia sẻ nhiều giá trị dân chủ với họ. Tháng trước, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tiết lộ rằng quân đội Mỹ có sự hiện diện trên hòn đảo này và giúp huấn luyện binh sĩ Đài Loan, mặc dù chính sách của Mỹ đối với Đài Loan vẫn được mô tả là mơ hồ chiến lược. Có nghĩa rằng họ không nói rõ rằng Washington sẽ giúp bảo vệ hòn đảo này ở mức độ nào nếu nó bị tấn công. Tại Washington, trong hôm 22 tháng 11, giới chức Mỹ và Đài Loan cũng đã tổ chức cuộc đối thoại để tăng cường mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai bên. Bắc Kinh xem hoàn đảo 23 triệu dân này là lãnh thổ của họ, cần phải được tái thống nhất bằng vũ lực nếu cần thiết, và nói rằng họ cực lực phản đối mọi hình thức liên hệ chính thức với chính quyền ở Đài Bắc. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến hồi tuần trước đã thảo luận về vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên, không giải quyết được bất đồng về vấn đề này hay là bất kỳ vấn đề lớn nào khác nhằm tháo gỡ căng thẳng giữa hai siêu cường. Ông Kissinger hiện đang ở tuổi 98, không giữ một chức vụ trong chính phủ Mỹ và không rõ ông sử dụng nguồn thông tin nào để đưa ra dự đoán như trên về vấn đề Đài Loan. Ông hiện là chủ tịch của một công ty tư vấn có tên là Kissinger Associates hoạt động ở Trung Quốc. Bình luận của ông được đưa ra vào thời điểm 50 năm sau khi ông có một chuyến công du bí mật nổi tiếng tới Bắc Kinh để tạo tiền đề cho việc thiết lập lại quan hệ ngoại giao chính thức giữa Mỹ và Trung Quốc. Kể từ sự kiện đó, ông được nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong đó có ông Tập, xem như là một vị khách đáng kính. Liên quan đến tình hình căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan, các nguồn lực dân sự có thể đóng vai trò hỗ trợ cực lớn trong trường hợp Trung Quốc mở cuộc tấn công trên eo biển Đài Loan. Nhận định này được đưa ra sau khi một cơ quan cố vấn của chính phủ Mỹ kết luận rằng Trung Quốc đại lục đã có hoặc sớm có khả năng mở cuộc tấn công Đài Loan. Bắc Kinh coi hoàn đảo tự trị này là một tỉnh không thể tách rời của họ và có thể sử dụng vũ lực để tái thống nhất nếu cần thiết. Căng thẳng trên eo biển Đài Loan ngày càng gia tăng, khiến giới quan sát không khỏi lo ngại về một cuộc xung đột vũ trang sắp xảy ra. Trong bản báo cáo thường niên công bố trong tuần này, Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ Trung nói rằng, quân đội Trung Quốc hiện đã có đủ khả năng điều ít nhất 25.000 binh sĩ trên đảo Đài Loan để thiết lập một vị trí đổ bộ quân đội Trung Quốc cũng có thể áp dụng các chiến thuật mới để bù đắp khoảng cách sức mạnh của quân đội Mỹ trong khu vực. Ủy ban này cảnh báo trong bản báo cáo dài 539 trang. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ sự tức giận của họ trước mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Đài Bắc và Washington, đặc biệt là về các mặt trận quân sự và ngoại giao. Đáng chú ý, quân đội Trung Quốc đã tổ chức huấn luyện cùng với xà lan, và và nhiều tàu sự khác để chuyên chở binh sĩ băng qua eo biển Đài Loan hoặc đến vị trí khác góp phần hiệu quả cho các phương tiện chuyên trở của quân sự, Ủy ban của Mỹ cho hay. Một số báo cáo gần đây mà kênh truyền hình Trung ương CCTV của Trung Quốc đăng tải cũng cho thấy những nguồn lực dân sự có thể được quân đội Trung Quốc tận dụng như thế nào. Một số đoạn video mà CCTV đăng tải hồi trung tuần tháng 10 cho thấy Trung Quốc đã sử dụng các tàu rô thuật ngữ chỉ tàu chứa các loại hàng tự vận hành lên tàu được như là xe hơi, xe tải, khác với hình thức đưa hàng lên tàu bằng cần cầu, để vận chuyển 300 xe quân sự cùng lúc trong đó có cả xe tăng và xe tải. Con tàu có tên là Zhonghua Fuxing, được chế tạo vào năm 2019 và có trọng tải lên đến 44.200 tấn. Với chiều dài 212 m và chiều rộng 29 m con tàu này thậm chí còn lớn hơn cả tàu khu trục tên lửa hiện đại nhất của Trung Quốc. Một tàu Ro đô khác là Li Zhong bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 8 ở thành phố Quảng Châu. Ông Timothy Held, chuyên gia phân tích đến từ hãng Brand Corporation, nói rằng các tàu dân sự như là Jianghuo Hoa Sinh sẽ là nguồn lực quan trọng nếu như Trung Quốc quyết định mở cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan. Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã ủy thác sử dụng một số con tàu chở khách và chở hàng với mục đích sử dụng kép, bao gồm dân sự và quân sự, để cho phép chúng được tận dụng trong thời chiến. Ông Held nói, định dạng Brodo của chúng tôi có thể rất đáng giá đối với lực lượng của quân đội Trung Quốc khi họ muốn vận chuyển xe tăng, xe thiết giáp, binh sĩ và các trang thiết bị quân sự khác. Những con tàu có mục đích sử dụng kép như vậy sẽ là nguồn lực bổ sung rất quý giá, ông Held nói thêm. Malcolm Davis, chuyên gia phân tích chiến lược của Quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Australia, nói rằng quân đội Trung Quốc coi những con tàu dân sự như vậy như những phương tiện giá trị để vận chuyển số lượng lớn lực lượng mặt đất, bao gồm các lực lượng hạng nặng băng qua eo biển Đài Loan. Giống như cách mà họ sử dụng lực lượng hải cảnh Trung Quốc và thậm chí cả các tàu đánh cá như lực lượng dân quân biển, những con tàu dân sự này sẽ hỗ trợ quân đội Trung Quốc trong một cuộc tấn công xuyên eo biển, ông Davis nói. Song Zengping, cựu giảng viên quân sự tại Hồng Kông nhấn mạnh rằng Bắc Kinh có truyền thống tận dụng các nguồn lực trong một trận chiến để tăng cường sức mạnh quân đội và điều này cũng là bình thường ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chiến thuật tận dụng các tàu dân sự như vậy từng được thực hiện bởi Vương quốc Anh trong cuộc chiến Falklands năm 1982. NATO cũng đã áp dụng chiến thuật tương tự trong chiến dịch Referg để tăng cường quân sự cho châu Âu trong trường hợp bị Liên Xô tấn công trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, mặc dù các nguồn lực dân sự có thể đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, nhưng chiến lược này không phải là không có yếu điểm. Ông Held cảnh báo, chúng không có hệ thống phòng thủ hay biện pháp tự vệ, bởi vậy quân đội Trung Quốc sẽ cần phải điều quân hộ tống chúng đi vào vùng chiến sự. Những con tàu này chỉ có thể dỡ hàng tại một vùng cảng và các cơ sở đậu còn nguyên vẹn, và chúng chỉ có thể cung cấp viện binh, chứ khó có thể phù hợp để đánh trận khai màn thưa quý vị, những thông tin mới nhất về tình hình căng thẳng Trung Quốc Đài Loan cũng như những thông tin khác về tình hình thế giới sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Nếu thích chương trình, quý vị cũng đừng quên like, share và bình luận. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.